anh lại dâng ca ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp thiên với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Khi con về lòng tràn niềm vui, khi con về tình yêu tràn chứa, đón tay nhau bước trong ân tình, khi muôn người sống trong hòa bình. Hãy đến, Chúa kêu gọi con đi về Ngài, để Ngài ban hồng ân tràn chứa. Xin vâng, vâng con về theo tiếng Ngài gọi, vào tình thương chưa tràn muôn đời. Con quây quần giữa bàn tiệc thánh, tim rộn ràng niềm vui ca hát, bánh thơm ngon biết trao cho người, khi nhân loại sống trong phục vụ. Hãy đến, Chúa kêu gọi con đi về Ngài, để Ngài ban hồng ân tràn chứa. Xin vâng, vâng con về theo tiếng Ngài gọi, vào tình thương chưa tràn muôn đời. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện sơn ơn sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào cha. Hôm nay, Chúa Kitô là dạy các môn đệ cầu nguyện. Như Ngài dạy các môn đệ bước xa hơn một bước nữa gọi Thiên Chúa là cha. Và Ngài ban cho chúng ta một cái hồng ân đó, được một thọ tạo như chúng ta, một thọ tạo hèn mọn mà gọi Thiên Chúa là cha. Đó là một hồng ân đặc biệt mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Tâm tình đó mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy hướng tâm tình đó về với Thiên Chúa Cha, để chúng ta luôn luôn xứng đáng gọi Thiên Chúa là cha trong một trái tim đầy yêu thương của chúng ta. Từ đó chúng ta mới cảm nghiệm được cái từ là cha như thế nào. Xin Chúa hãy chúc lành cho mọi người chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Và chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người đau bệnh trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là anh Hiệp, Sơ Dung mới bị té, và những người chúng ta không biết tên, xin Chúa hãy chữa lành cho họ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi,
lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại làm chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, 14 năm sau, tôi lại lên Jerusalem cùng với Barnaba và có đem theo Tito theo. Tôi đã theo ơn mặc khải mà lên đó. Và tôi đã trình bày với các đấng vệ đó về tin mừng mà tôi giao giảng nơi các dân ngoại. Tôi bàn hỏi riêng với những bậc vị vọng, vì e rằng mình đang bôn tẩu hoặc đã bôn tẩu luống công chăng. Trái lại, khi các đấng ấy thấy rằng tôi được ủy nhiệm rao giảng tin mừng cho người không chịu cắt bì, cũng như đã ủy nhiệm cho Phêrô rao giảng cho những người đã chịu cắt bì, vì đấng đã ban cho Phêrô làm tông đồ cho những người đã chịu cắt bì, cũng đã ban cho tôi làm tông đồ lo chắc cho các dân ngoài. Và khi đã nhận biết ơn đã ban cho tôi, thì Gia-cu-bê, Kê-pha và Gio-an là những vị được kể như cột trụ, đã bắt tay tôi và Ba-na-ba, tỏ tình thông hảo. Thế là chúng tôi đi sang các dân ngoại, còn các đấng thì đi đến với những người đã chịu cắt bì. Bấy giờ chúng tôi chỉ còn phải nhớ đến những người nghèo khổ, và đó là chính điều tôi đã định tâm thi hành. Nhưng khi Kê-pha đến Antiochia, tôi đã phản đối ông ngay trước mặt, vì ông làm điều không phải. Vì chưng trước khi mấy người bên Gia-cô-bê đến, thì ông vẫn dùng bữa với những người dân ngoại. Nhưng khi những người ấy đến, thì ông lẩn lút và tự lánh mặt đi, bởi sợ những người thuộc giới cắt bì. Những người Do Thái khác đều giả hình như ông, thậm chí cả Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ. Nhưng khi thấy họ không thẳng thắn sống theo chân lý tin mừng, tôi đã nói với Kê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu ông là Do Thái mà còn sống theo thói người dân ngoại chứ không theo thói người Do Thái, thì lẽ nào ông bắt ép người dân ngoại phải theo thói người Do Thái sao? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin mời mọi người cùng đọc đáp ca. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa. Hết thầy các nước hãy chúc tụng người. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế gian. Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế gian. Xin mời mọi người cùng đứng. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy cho con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta cần hít thở để mà sống. Đó là một thứ tự nhiên nhất mà con người cần phải nương tựa vào. Không khí rất cần cho sự sống chúng ta. Và nếu mà chúng ta bị ngộp và chúng ta không hít thở được, chúng ta sẽ chết. Và cái chết đó đôi khi nó cũng đau đớn lắm. Đau đớn đến tận cùng. Tại vì khi mà chúng ta hụt hơi, chúng ta cần rất là nhiều không khí để chúng ta sống, để chúng ta trở lại bình thường. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Cầu nguyện là hơi thở của đời sống tâm linh. Nếu mà trong đời cái thứ chúng ta không có sự cầu nguyện, tôi bảo đảm rằng đôi khi chúng ta cũng bị hụt hơi. Chúng ta cũng mất phương hướng. Chúng ta cũng mất tín thác. Chúng ta cũng mất lòng mến đối với tất cả mọi người xung quanh. Cho nên hơi thở là một hành động rất cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy môn đệ Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, thấy một cái gì nó rất đẹp, rất hay. Không biết Ngài cầu nguyện như thế nào. Thầy ơi, dạy con cầu nguyện. Các môn đệ là những người trưởng thành, đi theo Chúa, không biết cầu nguyện. Nhưng tại sao hỏi Chúa Giêsu, Thầy ơi, dạy con cầu nguyện. Chúa Giêsu mới cho một cái công thức cầu nguyện, không phải cho, mà đây là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu. Là kêu cha mình, kêu Thiên Chúa là cha. Cha ơi, lạy cha, Abba, con đây. Con đang cần cái này, con đang cần cái kia. Con đang đau khổ, con đang tuyệt vọng, con đang hạnh phúc, con đang cần tất cả những gì mà cha đã biết tâm lòng con. Xin cha, ý của cha, thể hiện ý của cha trong tâm hồn của con. Và để cho con cảm thấy được bình an. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, tất cả nó cái nỗi lòng từ trong tâm của chúng ta phát ra, chứ không phải là từ cái miệng chúng ta phát ra, không có một tri thức, có một cảm xúc. Cầu nguyện là cả một con người kết hợp kêu tiếng là cha, thì chúng ta mới cảm nghiệm được. Đó là cái hơi thở, đó là sức mạnh. Và đó là cái một sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ. Chứ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng ta cầu nguyện kêu cha, đừng để con xa trước cám dỗ. Con đang tuyệt vọng, con đang bị cám dỗ vậy, xin cha hãy đến, nâng tâm hồn con lên để cho con vượt ra khỏi cái hoàn cảnh như vậy. Chúng ta thấy nó rất gần gũi. Và khi nó gần gũi như vậy, chúng ta mới cảm nghiệm được cái tiếng cha nó gần gũi đến mức độ nào và cần thiết cho đời sống tâm linh đến mức độ nào. Đó là tinh thần cầu nguyện. Khi mà tôi rửa cái bỏ tiền ở bên tượng thánh gia bên kia, tôi lấy tiền khác để đi mang đi, thì có một tấm giấy viết ở trong đó
Và nó cứ theo đẳng tôi hoài. Cách đây 2 năm rồi. Nó cứ dằn dặn trong tôi đầu tôi hoài. Mà tôi cảm nghiệm được đây một cái tâm tình. Nó phải nói là mật thiết nhất. Và gần gũi nhất. Khi mà cái người đó đứng trước tự thánh gia cầu nguyện. Mẹ ơi, Thánh cả Giuse ơi, Chúa Giêsu ơi, con đây. Con đứng trước tượng này, con cảm thấy con đang tuyệt vọng. Con qua bên này là working visa, mà bây giờ con xin, con đã tìm đủ mọi cách để con được qua bên này, con làm việc. Và con thấy cuộc sống bên này quá tốt. Con xin cho con được ở lại đây. Nhưng mà họ không cho. Con biết làm sao bây giờ? Con về, con lại trở lại cuộc sống bình thường. Con đã dành dụm bao nhiêu tiền để qua bên này. Giờ con phải trở về. Chúa ơi, mẹ ơi, cứu con với. Con tuyệt vọng. Con không biết làm cách nào hơn. Con chỉ biết những tâm sự này bỏ vào đây một để cho Chúa và mẹ cảm thấy những lời yêu cầu con được đáp trả. Nhưng theo ý của cha, đừng theo ý của con. Một tâm tình cầu nguyện vắn vỏ như vậy mà chúng ta mới thấy những khi mà tuyệt vọng chúng ta mới vượt qua được. Không có tinh thần cầu nguyện, chúng ta không thể nào vượt qua được những cơn thử thách hoặc những cơn cám dỗ mà nó xâm chiếm một chúng ta một cách mãnh liệt. Chỉ có Thiên Chúa mới cứu chúng ta được qua những giai đoạn như vậy. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa Cha. Một tâm tình cầu nguyện đơn sơ thôi là Cha, con đây. Con được phép gọi Thiên Chúa là Cha, như Chúa Giêsu gọi Cha là Cha. Con được ngang hàng với Chúa Giêsu. Con được đồng hành với Chúa Giêsu. Con là một tạo vật mọn hèn mà được ngang hàng gọi Chúa là Cha. Chúng ta thấy một tâm tình nó rất là đơn sơ như vậy. Tại sao chúng ta không cầu nguyện với tâm tình nhỏ, mọn hèn? Đừng có lại Chúa. Con làm được cái này, con làm được cái kia. Con học hành giỏi. Con nhà con có lầu ca khởi động. Cái đó Chúa không cần. Chúa không cần nghe. Chúa nghe được tấm lòng của mình. Một tấm lòng đơn sơ khiêm nhường. Như vậy là đủ rồi. Như vậy Chúa mới cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn. Kính chúc chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện và những lúc khó khăn, hãy chạy đến Chúa và hãy chạy với Chúa Giêsu. Chúa ơi, Chúa Giêsu ơi, dạy con cầu nguyện. Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu sự đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh truyền sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Do lòng nhân hậu, Chúa tạo dựng con người. Và khi con người bị luận phạt công minh, Chúa đã thương tình cứu chuộc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng thanh hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài trong tuần.
Các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con, và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thân lại trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lâm xoa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, nâng xoa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, nâng xoa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bye.
tay nhẹ chẳng với sao. Mình còn đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao. Kìa tình tu muôn trùng sao lấp lánh nét muôn màu, thầm nhủ con tình ai thương sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Ngài có biết hay chăng, đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều cánh tôi khi nhìn đêm sao sáng còn đau buồn vì đã ngày hôm nào Chúa thương con. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời. Mặc dân tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay, lòng con đây một niềm tin thiết tha xin. Ngài nghe thấu hay chăng, con sáng hối tội con rồi, lòng nát xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúc quý vị một đêm bình an. Amen. Nguyện xin thánh ca Giuse quyền cao xa, dày đang nó đầy muôn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lòng than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhà. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng còn sao xuyên sông gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sông gió con thuyền hỏng.
lòng chúa.